chết rồi, mình bị lố tay, nó cào chọc luôn rồi. Dạ xong rồi ông. Hả trời, có ai ông già Noel mà không có tóc không có râu không vậy hả? Thiên Channel. À, cho bé ơi, cắt tóc cho ông đi, làm cho ông sạch sẽ đẹp đẽ để ông còn đi tặng quà cho các cháu bé nữa. Noel sắp tới rồi, giờ ông muốn làm gì không? Trời ơi, sao râu ông dơ quá vậy? Ừ thì ông sống trong tuyết lạnh lâu rồi ông đâu có đi tỉa râu cắt tóc gì đâu. Ờ thôi để con lấy ra cho ông nè, cây rồi còn có cái táo ăn dở dang nữa, còn có cây nấm nữa nè. Rồi xong rồi, rồi bây giờ tỉa râu cắt tóc cho ông cho nó sạch sẽ đẹp đẽ nha, ông còn đi phát quà nữa đó. Dạ để con coi thử coi giờ làm gì cho ông đây. À con biết rồi, trong tiệm của chị Barbie có cái máy này nè, con sẽ duỗi cho ông nha. Đầu tiên mình sẽ làm nóng nó lên và mình duỗi nó. Đẹp quá. Trời ơi, có ai ông già Noel mà tóc tai như thế này không hả? Sao duỗi thẳng băng vậy? Không được. Hả? À, vậy giờ con biết làm sao? À được rồi, để ông dùng phép thuật để biến lại như cũ. Hồ biến. Thôi bây giờ làm lại cho đàng hoàng nha. Ông không có muốn là cái tóc thẳng tưng như vậy đâu, nhìn giống con gái quá. À, vậy thôi để giờ con dùng cái tông đơ này để con cắt cho ông nha. Rồi ông nhắm mắt lại đi, con sẽ cắt tóc cho ông. Ây da, chết rồi, mình bị lố tai, nó cạo trọc luôn rồi. Thôi lỡ rồi, cạo luôn râu luôn đi, chứ không lẽ giờ không có tóc mà không có râu luôn. Dạ xong rồi ông. Được rồi, hình như cái tiệm này bị vấn đề gì rồi. Không được. Thôi ông ơi em về đây. Chị bị chán em làm gì ông mà ông giận vậy? Em đi ra ngoài đi để chị cắt cho. Ờ à, sao vậy ông? Trời, cô bé kia cạo đầu tôi chọc lóc rồi, làm sao mà tôi đi phát quà Noel được. À xin lỗi ông. Vậy để con cắt lại cho ông nha. Ờ à, cô là chủ tiệm hả? Cô cắt cho đẹp đi, râu tôi muốn tỉa cho ngắn hơn, tóc cũng vậy, chứ tôi đâu muốn cạo chọc lóc làm gì. À rồi, ông già Noel yên tâm đi. Rồi ông ngồi im nha, để con cắt cho nó đẹp nè. Ông mà nghiêng qua lắc lại là dễ bị sai lắm. Rồi, chỉ cần cô cắt đẹp cho tôi là được. Rồi ông ngồi im nha, tỉa xong rồi, bây giờ để chải lại cho nó thẳng thớm nè. Rồi ông thấy được không? Ờ được á, nhưng mà hình như chưa có đều lắm. Đúng rồi, ông ngồi im để con tỉa lại nè, cho nó giống cái hình trái tim. Rồi thẳng thớm rồi đó. Ồ, đẹp á. Rồi bây giờ con sẽ tỉa cái râu trên cho ông nha, cho nó cong cong lên giống chú hè. Ồ, đẹp á. Ông thích cái kiểu này. Rồi ông ngồi im để con tỉa lại mấy cái sợi râu bị dư nè. Rồi ngồi im. Ai, được rồi. Rồi trời ơi, nó cong lên đẹp quá. Công nhận ông già Noel tỉa lại cái râu đẹp trai quá à. Rồi bây giờ con sẽ chỉnh lại tóc cho ông nữa. Ây da, không được, kiểu gì mà nó dựng đứng vậy. À không, bây giờ con phải cắt lại nữa chứ, con mới chải thôi mà. Bây giờ con phải dùng kéo để tỉa nè. Rồi bây giờ sẽ chải lại nha, chải cho nó nằm xuống. Rồi xong, ông thấy thế nào? Wow, công nhận mình đẹp trai quá. Ai trả tiền cho cô Barbie nè. Ai bây giờ sẽ trang điểm cho ông già Noel thiệt là đẹp nha, để ông còn đi phát quà nữa. Thắt bím râu cho ông nha. Trời ơi, không được. Tôi đâu phải là con gái đâu mà có cái nơ. Vậy thôi gắn ngôi sao cho ông nha. Ờ à, không được. Hay là ba cái kiểu nơ này. Trời ơi, giống con gái quá. Không được. À con thấy rồi, có cái kiểu kẹo nè, gắn kẹo cho ông nha. Ha, được á. Như vậy được nè, mấy em bé nhỏ sẽ rất là thích nè. Hay là con gắn trong kiểu này làm cho râu nó xù lên. Trời ơi, nhìn giống tô mì gói quá. Không được. Quay lại kiểu cũ. Cho nó làm mấy cái kẹo đi. Rồi, bây giờ con sẽ lấy mắt kính cho ông nha. À, kính màu đen hay kính màu trắng, hay là cái kính kiểu của thuyền trưởng. Trời ơi, đeo có một con mắt sao thấy đường.
Vậy giờ ông muốn đeo sao? Mặc kiếm này nha. Ồ được á, được á. Cái này hợp với ông nè, ông thích. Tao để ông coi còn gì không? Hay là ông đeo kính đen? Không được, không được, không được. Tôi đâu phải là xã hội đen đâu mà đeo kiếm này. Mấy em nhỏ tưởng ông già Noel là ăn cướp nữa. Không được, không được. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. À, vậy giờ để con đổi cho ông cái này nha. Trời ơi, nhìn cái này trẻ trâu quá, không được. Hay là ngôi sao? Cái này cũng đẹp á, nhưng mà thôi, mấy em nhỏ sẽ nhìn sợ lắm đó. Ông thích cái kiểu mắt kiến tròn hồi nãy hơn. À được, 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 để con lấy mắt kiến tròn lại cho ông nha. Đây nè, đây nè. Ủa đâu rồi? À đây, đây, đây. Được, được, rồi, quyết định chọn này đi. Thôi bây giờ lấy mũ cho ông đi. Mũ màu đỏ nha. Hay là ông thích kiểu màu xanh? À, thôi năm nay ông thích cái gì khác khác đi. Năm nào ông cũng đội nón màu đỏ rồi. Vậy để lần này con lấy cho ông cái những cái kiểu mẫu khác nữa. Rồi con lấy cho ông kiểu màu tím này nè. Rồi bây giờ mặc đồ nữa là được. Năm nay ông già Noel quyết định sẽ mặc bộ đồ màu tím và đội nón màu tím nha các em nhỏ. Không còn màu đỏ nữa đâu. Kiểu này cũ rồi, ông muốn mặc những mẫu mới hơn. Kiếm màu tím đi. Hay là cái lông này, áo lông này ấm lắm á. À, Noel là tuyết rơi lạnh lắm. Hay là ông thích mặc đồ kim tuyến? Ồ, cái này được á, được á. Kim tuyến này được nè, mấy em nhỏ thích. Rồi, hai mặc quần vô. Trời ơi, quần gì mà giống quần tập thể dục quá vậy? Đổi kiểu khác đi. Cái này thì hơi rộng. Hay là cái quần cây thông? Kiểu này cũng mắc cười quá. Nhưng mà kiếm thôi, còn kiểu gì nữa không? Ê, cái quần dưới nè, bóng bóng đẹp nè. Đó, được rồi, được rồi. Rồi cho ông ăn giày đi, lạnh quá. Đứng nãy giờ không ăn giày gì hết trơn. Rồi kiểu này đi. Rồi xong rồi đó ông già Noel. Bây giờ tới em Tường Lộc. Vô tắm rửa sạch sẽ luôn nè. Dạ. Ha. Trời ơi, sao em dơ dữ vậy Tường Lộc? Cả năm nay em có đâu có tắm rửa gì đâu. Tới mùa Noel em mới tắm rửa mà. Trời ơi, mỗi ngày người ta phải tắm rửa, còn em một năm mới tắm. Trời sao em ở giờ dữ vậy? Dạ dạ. Tại tại tại. Thôi khỏi tại gì đi. Các em nhỏ ai cũng biết là mỗi ngày phải tắm rửa cho sạch sẽ đó. Em sau này cũng phải vậy nha không? Dạ. Rồi sấy cho khô nè. Trời ơi cái lông nó dài quá. Rồi đưa chị sẽ làm cho nó ngắn lại. Này này chị hứa là đừng có làm lông em chọc lóc chứ ông già Noel nữa nha. Biết rồi mà. Rồi, chải nó nè, chải cho lông nó bóng lên, bóng, bóng, bóng lên. Rồi, cái mình xong rồi, giờ còn cái đầu. Trời ơi, sao trên cái sừng của em mà nắm nó mọc luôn nè, riêu nó mọc luôn. À, chưa thấy ai ở giờ như em luôn á nha, Tường Lộc. Dạ, em lo em chơi không à. Em không có để ý trên cái sừng, cây nắm nó lên nó mọc hồi nào em không hay luôn á. Trời ơi, ở giờ quá nên cây nấm với cây rìu nó mới mọc đó, biết chưa? Mỗi ngày em mà tắm là nó đâu có mọc được. Ờ, vậy hả? Rồi, đứng im đi, bây giờ chị sẽ dùng đồ mài, chị mài cho nó bóng lên. Có đau không vậy chị? Không, nó chỉ bóng lên thôi. Ờ, đúng rồi, nó không có đau. Rồi, xong cái sừng rồi đó, bây giờ đứng im cắt tóc nè. Chị đừng có cắt tóc em bị xấu như ông già Noel nha. Biết rồi, nhắm mắt lại đi. Cắt tóc rơi vô mắt bây giờ. Trời, được rồi, được rồi. Để chải nè, chải cho đẹp trai nè. Đây, trời ơi, quá đẹp trai luôn. Rồi, bây giờ cạo râu. Cạo râu á thì phải thoa cái này lên mới cạo được. Đây, bắt đầu. Cạo râu nha. Wow, đẹp trai rồi đó. Em đã đẹp rồi, em đã đẹp rồi. Ông già Noel ơi, con xong rồi, bây giờ mình đi phát quà thôi. Mấy em nhỏ đang chờ kìa. Khoan khoan, Noel thì mình phải trang trí cây thông ở nhà mình trước đã chứ Tường Lộc. Nhà ông già Noel mà không có cây thông thì thôi luôn á. Dạ dạ, vậy bây giờ mình có chim cú mèo nè, có mặt ông già Noel và hình người. Để bây giờ mình sẽ trang trí lên nha. À, trang trí chỗ nào đây, mình đặt ở đây đi. Rồi lấy thêm một con chim cú nữa bỏ vô. À thôi được rồi, được rồi, đủ đẹp rồi đó. Thôi thôi hết giờ rồi, trễ giờ rồi. Đi đi phát quà. Mấy con thú trong rừng nó gói quà sẵn cho ông rồi. Bây giờ ông đi lấy để đặt lên xe thôi. Đi thôi. Kìa kìa kìa, mấy con thú trong rừng nó gói quà sẵn rồi kìa. Mình lấy đem lên nè. Lấy quà bỏ lên xe Tường Lộc nè. Lấy lên.
Thôi bây giờ ông già Noel đi phát quà đây. Chúc các cháu Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.